muốn. Không có tự muốn người đi cùng phải thu gọn lắm. Cảm giác cái trụ như kiểu xuyên qua, xuyên qua cái phần hông của mình đó. Nhưng cái xuyên xuyên qua người này, cái trụ này để xoay. Đừng gặp người quá, đừng gặp sâu quá nhỉ. Dừng tay cái này thôi, lộn lên trên, đừng gặp người sâu quá. Đừng gặp người sâu quá. Mình gập gập cả hai cùng lúc nó sẽ hỗn loạn, mà mình giật hỗn lại xong chân gập mình cuộn cuộn xong cứ như này giật hẳn chân ra sau rồi đó nhá, đừng có gập ở phía trước đó kéo lại cuộn lại tập trung cái giật cuộn. Đấy là phải dùng sức rồi, mỗi lần đá phải dùng sức chứ phải chỉ đá bằng chân không, bằng chân không à, lúc này mặt đi đó đó không, dùng sức ở phần chân này bằng mặt chân ra phần hông ấy, điều chỉnh cái tốc hông à nhá, không phải điều chỉnh lắc mặt nhá, lắc mặt đá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên chữa lỏng, cũng là đảm chữa này thẳng bốn sau ra cả hai sẽ được thẳng bốn thẳng người xuống đi bốn không phải đi bốn mạnh lên không sức đá đâu thì chỉ dơ chân đá mạnh ép, đá chặt cái này, đúng sức đấy.